Yeah, yeah, sit here and take a picture. Oh, how about that? Ok, quý vị anh em, một lần nữa chạy chương trình Passport trên Thành Công. Và năm nay, ô đi rồi. Trong cái hàng màu khen tới đây có chuyện. Cuối năm mình cũng không còn một cái đề tài để nói. Mình sẽ chờ năm kế tiếp, mình còn rất là nhiều chuyện để làm, những nơi để đi và những phá mới mà đem cho khi khán giả cùng theo dõi trong chương trình Passport to Thành Công trên Đài Loan Sài Gòn TV. Và hôm nay đặc biệt Khang có cơ hội, Khang đang đi đám cưới ngày cuối năm, đang đặc biệt 100 năm chỉ được một lần ngày đây thôi, là ngày 123 là tháng 12 ngày 31 năm 2023, 123 một lần nữa. Đó là đám cưới của anh Khang và chị dâu của Khang, và Khang sẽ cho mọi khán giả được tìm hiểu giữa đám cưới của người Việt Nam và người Mỹ khác nhau ra sao. Và đám đứa cưới, Khang cũng đã đi cơ hội đám cưới của một người bạn chỗ sở làm của Khang là người Mỹ, khác biệt với những cái traditional truyền thống của người Việt Nam mình ra sao, và sẽ cho khán giả cùng xem. Và đặc biệt hôm nay nữa, đám cưới đây có một event rất là đặc biệt, là tại vì đám cưới này kéo đến 12 giờ khuya luôn, vì đó là ngày cuối năm, là New Year Eve. Và xin kính chào lần nữa, cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình Passport Thành Công và tìm hiểu. Bye bye. Dạ, một lần nữa trở lại trên chương trình Passport to Thành Công nè. Khang đã từ lâu rất là muốn chia sẻ. Không phải lúc nào mình muốn chia sẻ này là cũng được, mình phải chờ đúng thời gian. Thì cái đặc biệt hôm nay Khang muốn chia sẻ rằng là khác biệt giữa đám cưới Mỹ và đám cưới Việt Nam ở tại Mỹ ra sao. Thì hôm nay Khang sẽ cho khán giả trải nghiệm đi đám cưới của người Mỹ, vì Khang có một người bạn đồng nghiệp trong trường học. Cô ta hôm nay đám cưới, và mình sẽ so sánh cái đám cưới Mỹ và đám cưới Việt Nam thì nó sẽ khác biệt ra sao, và nó dúng được điểm gì, đúng không? Không phải lúc nào mình cũng có cơ hội năng. Đám cưới Việt Nam thì mình đi được nhiều rồi, nhưng mà đám cưới của người Mỹ thì mình phải chờ như lâu lâu mới được. Ok, follow. So if you charge there. So đám cưới của người Mỹ này sẽ ở tuốt dưới Riverside. Xa hơn Riverside là 2 so tiếng. So that would be 2 hours, so that's like 30 minutes away from... 4 rưỡi mới tới lần. Wow, nửa đường đi Vegas. Let's go. Nếu khi nghĩ thì đám cưới Mỹ họ thích càng xa thì càng tốt, vì càng xa thì ít người đến, và nó sẽ tạo lên một cái gọi là cái sự ấm cúng giữa gia đình và cô dâu và chú rể. Cho nên họ hay có những cái đám cưới gọi là destination wedding đó, là mình đi đám cưới càng xa là càng tốt. Còn Việt Nam mình thì Khang để ý đám cưới càng đông thì càng vui, như là đám cưới của anh và chị dâu của Khang vào tuần vừa qua. Here.
I can hear music. Maybe it's starting now. Oh, so it's downstairs? Wow, quý khán giả có thấy phong cảnh rất là đẹp nàng. Đó là một cái tiện lợi mà khi mà mình làm một cái gọi là destination wedding, mình chọn một nơi rất đẹp, ấm cúng, romantic, và mình tới đó. Khác biệt với đám cưới người Việt Nam mình tới một cái restaurant thôi, một cái quán tiệm ăn, hay là mình tới một cái venue nào trong khu vực mình đang ở. Vì vậy chúng ta được cơ hội đến đây để gặp gỡ, chung vui, ăn ngon, uống nhiều. Thế Duy chúc vì một đêm được nhiều vui vẻ, đầy đủ hạnh phúc và được nhiều kỷ niệm với tân lan và tân gia nhân nha quý vị. Vì mình phải lái xe cũng 2 tiếng đồng hồ thì mình đã tới cái wedding này hơi trễ một chút. Nhưng mà mình cũng đã được các cơ hội để xem qua cái wedding ceremony, đó là lễ cưới. Thì dĩ nhiên lễ cưới người Mỹ sẽ khác biệt với lễ cưới của người Việt Nam mình rồi. Theo Khang biết thì lễ cưới Việt Nam mình sẽ có đàn trai đem quả qua bên nhà gái và mình rước cô dâu về. Khang cũng biết có rất là nhiều bạn trẻ không có thích cái phong tục truyền thống của một cái lễ cưới của người Việt Nam mình nhiều lắm, vì nó hơi dài dòng và nó rất là nhiều cái truyền thống phong tục mà mình phải đi theo. Còn theo Khang thì Khang nghĩ những cái cơ hội mà đàn trai đàn gái được ngồi chung với nhau ăn những món bánh và nói chuyện, tìm hiểu lẫn nhau, thì nó là một cái cơ hội mà hai nhà được tìm hiểu và biết nhau hơn. Và đặc biệt nữa thì nó cũng có cho mình cảm thấy cái hôn nhân rất là quan trọng, là vì mình phải qua những cái nỗi khổ để chuẩn bị một cái gọi là tiệc cưới như này, thì mình sẽ quý một cái hôn nhân hơn là khi mà mình làm rất là đơn giản, phải không mọi người? Khang không biết Khang có nghĩ ra có đúng không. Còn người Mỹ thì sao? Những cái lễ cưới của người Mỹ sẽ ra sao? Xin khán giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp đó. I take you, my wife, to have and hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer. Anh nhận em làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Nếu mà mình có những cái câu nói kiểu này thì Khang thường hay thắc mắc rằng thì thôi mình làm một cái đám cưới nhỏ thôi, ấm cúng trên đồi giống như là đám cưới như những người Mỹ. Tại sao mình phải cần một cái làm đám cưới rất là lớn như là đám cưới Việt Nam? Đi
cưới Mỹ nó sẽ cưới Việt Nam trong cái restaurant thôi. Cưới Mỹ là trong rừng. Oh my goodness, I didn't know men like him existed. I wished and prayed for one, but never expected to actually find one. Things Connor is: compassionate, supportive, respectful, loving, generous, complimentary, and funny. Woo! Yeah! Woo! Chắc chắn cũng sẽ có người đang xem cái video hôm nay sẽ thắc mắc rằng không phải đám cưới Mỹ nào cũng rất là đơn giản, ấm cúng như đám cưới của người bạn của Khang hôm nay. Khang cũng hiểu, nhưng mà cái ý của Khang nói hôm nay rằng là đám cưới Mỹ khác biệt với đám cưới Việt Nam là nó đơn giản hơn, nó không có rất là nhiều thủ tục của một cái ngày lễ cưới như là cưới của Việt Nam mình. Hôm nay cái đám cưới của người bạn Mỹ của Khang rất là đơn giản nha cả nhà. Cô ta có một cái phần gọi là wedding vow hay là trao lời thề nguyện. Và sau đó họ đã mời mọi người qua một cái khuôn viên nhỏ kế bên để thưởng thức những cái món ăn tráng miệng và nước uống. Còn đám cưới Việt Nam của anh Khang thì có rất là nhiều thủ tục. Sáng mình đi rước dâu, đi nhà thờ, và sau đó mình trở lại nhà trai để thưởng thức, làm những thủ tục khác và thưởng thức những món ăn đặc biệt của trong một ngày lễ đám cưới nè. Bây giờ chỉ đưa cô dâu về để ra mắt bên phía nhà trai, cũng như chính thức xin nhận cô dâu nhà con của mình. Bây giờ xin phép một chút, các ông bà cứ ngồi để cho hai cháu thắp một cái nhang cho ông bà rồi xong. Rồi, cắm đi. Cắm đi. Rồi, xong thủ tục. Ok mọi người, cái này là mình xong đám cưới, bây giờ mình sẽ đi qua tiệc rất là gần. Oh look, there's a turtle, yeah. That rule, wow. Đúng là cảnh đám cưới Mỹ khác biệt nha. Đám cưới Mỹ không cần đi đâu xa hết. Mình sẽ bước vào chỗ tiệc. Jim is offering me a drink. Hi, hi. Oh wow, cocktail hour. Okay. Đám cưới Mỹ nè, đám cưới Mỹ. More about my appetizer. Trước khi mình vào tiệc sẽ có appetizer. Is
appetizer at wedding. American wedding. The scene is just so nice. Look at it. It is. Thường thường một cái đám cưới Mỹ trước khi mình vào buổi tiệc thì sẽ có một cái giờ giải lao. Hầu hết những cái đám cưới Mỹ thì họ sẽ trao đổi một cái nơi yên tĩnh và ấm cúng để cho mọi người có cơ hội ngồi xuống nói chuyện với nhau. Còn đám cưới người Việt Nam mình thì lúc nào Khang cảm thấy nó cũng rất là ồn ào và nhộn nhịp hơn. Biết thì cái đó là hầu hết là một cái không khí của đám cưới của người Việt Nam. Còn cái không khí của đám cưới người Mỹ thì ra sao? Xin khán giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp. Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. Ok, tiệc Mỹ, ăn gì là xong rồi. Và bây giờ, nói giỡn thôi, bây giờ mình sẽ bước vào reception. Một cái tiệc nhỏ thôi, nhưng mà cảnh rất là đẹp nè, khác biệt với tiệc Việt Nam mình toàn chỉ có ăn ở tiệm ăn. Oh, Han is a phone too. You can leave a message too, right? Right? Yeah, it is the same. Oh, okay, I see why. Cái này là cái máy nè nè. Bỏ mình gọi, mình nói chuyện, mình save lại. Oh, they have a memory card here, they save it. So they dated for 5 years. This is the type of wedding I wanted, by the way. Too late, yeah. Ngày đám cưới này khác biệt với trong tiệm ăn Chinese food. This is definitely khác biệt với đám cưới Việt Nam mình. Đám cưới tuổi trẻ, mà này đám cưới của Mỹ nè. Và để cho Khang giải thích một chút nha mọi người. Nhà Khang mới vừa nói rằng cô ta rất là thích một cái đám cưới ấm áp, yên tĩnh và có một cái không khí gia đình như là đám cưới của người Mỹ, bạn Khang. Thì có nghĩa là không phải người Việt Nam nào cũng sẽ muốn một cái đám cưới truyền thống, đông người, ồn ào,
và rất là nhiều thủ tục, đúng không? Khang thì Khang sẽ thích một cái đám cưới truyền thống Việt Nam hơn, nhưng mà cũng không có nghĩa rằng là người Việt Nam nào cũng dũng đồng ý như Khang. What are we having today, mama? American food. Grilled filet of chicken and flame grilled tri-tip. That's the 8-course dinner. Còn khi nói về những món ăn tại tiệc đám cưới của người Mỹ thì nó chỉ có 3 món thôi nè mọi người. Nó có món salad, món main course, thường thường là mashed potato, thịt bò, thịt gà, cá. Và sau đó là món dessert, là món tráng miệng. Còn dĩ nhiên là không bằng cái đám cưới người Việt Nam mình, 6, 7, 8 món là bình thường. Nhưng mà có người họ lại thích cái không khí, ít đồ ăn, có thể có thời gian ngồi nói chuyện với nhau hơn. Khang nghĩ có một cái truyền thống của người Tây là từ từ, thoải mái, chứ không có phải là lật đật, ăn càng nhiều càng tốt, giống như một cái đám cưới của người Việt Nam mình. Và sau khi mình dự đám cưới Mỹ thì Khang và vợ Khang nghĩ rằng đám cưới này sẽ ra sao? Ok, và mình mới đi đám cưới người Mỹ xong. Rất là khác biệt nha mọi người. Khác biệt mà cách nào là đám cưới, ceremony khác, giống như là một cái thời gian gia đình, bạn bè gặp gỡ với nhau. Right here, yeah. I think we go up here. Đặc biệt cái khung cảnh rất là đẹp năng, chứ không phải là như là và văn nghệ cũng đâu có gì đâu ha, hay là tùy cái wedding thôi, nhưng mà look coi như là gia đình ngồi chung nói chuyện với nhau, nhưng mà rất là xa năng. Hình như hầu hết những wedding họ ở Mỹ họ thích làm chỗ xa hơn. Và đặc biệt cái mình hôm nay mình để ý nữa là giống như là mình đốt hai cái nến thì họ dùng rượu ở trên, đổ rượu vào đó. Nghe tiếng ếch nữa nè. What a cool place. Back in now, right here, hon. Wait for the thing. Oh no, don't worry. Up there, hon. Một nơi đám cưới rừng. Khi mình chọn một nơi rất là xa để được một cái khung cảnh đẹp và ấm cúng để tổ chức cái đám cưới thì nó cũng có thể là một cái thất bại cho những người mà tham dự đám cưới đó, như là Khang và vợ Khang, vì mình phải về sớm vì đường rất là dài, cũng cỡ 1 tiếng đến 2 tiếng để lái xe. Cho điều đó mình không có cơ hội để mình tham dự cái lễ cưới đến cuối cùng. Còn những đám cưới người Việt Nam mình thì hầu hết là được tổ chức vào trong một cái venue hay là một cái restaurant gần khu mình ở, cho nên mình có thể tham dự đến giờ cuối cùng. Khi nói đến ở đám cưới đến khúc cuối cùng thì đặc biệt đám cưới kỳ này, anh Khang và chị dâu Khang đã được tổ chức vào tháng 12 ngày 31 năm 2023. Quý khán giả nào mà chưa biết thì đó là 123-123. Chỉ có 100 năm mới có một lần, ngày 123-123. Và đặc biệt hôm nay thì đang trong đám cưới, mọi người đã ở lại đến phút cuối cùng, đó là 12 giờ khuya, để cùng đón giao thừa năm 2024. Tất cả mọi người vui lòng đứng lên được không ạ? Everyone please stand.
Happy New Year và xin chúc mọi người một năm mới 2024 được nhiều bình an, hạnh phúc bên gia đình, nhiều sức khỏe nữa nè. Như là đầu video Khang đã nói, làm cái video này nó hơi khó là vì cuối năm mình cũng hết đề tài để nói. Nhưng mà Khang đã có cơ hội và muốn làm một cái video về đám cưới cuối năm cho mọi người biết. Và mình cũng dùng cơ hội này để mình so sánh đám cưới Mỹ và Việt Nam khác nhau hay giống nhau cái gì. Khang thì là cũng nói chung không có phải là một người biết nhiều về những cái phong tục truyền thống và đám cưới, nên Khang cũng không có thể nào nói cho mọi người đám cưới Mỹ hay đám cưới Việt là hay hơn. Nhưng mà Khang nghĩ rằng mọi người cũng tùy. Có người thì thích đám cưới giản dị, có người thì thích đám cưới lớn, có người thì thích đám cưới ấm áp với những người trong gia đình gần gũi của mình thôi. Cũng có người thích đám cưới rất là nhiều, bạn thân, người ở chỗ làm, cùng gia đình với mình tổ chức. Cái này thì Khang cũng để cho mọi người tự chọn. Cũng có người thích đám cưới nhỏ vì không có khả năng về hành chính, hay là có người cũng có nhiều khả năng làm đám cưới lớn. Thôi đó, cũng cảm ơn mọi người nào mà đã coi đến hết video đến khúc này. Và xin chúc mọi người và cảm ơn mọi người đã tiếp tục ủng hộ chương trình Passport to Thành Công trên đài Little Sài Gòn TV. Xin quý khán giả tiếp tục theo dõi chương trình năm 2024. To be the best one. Là chắc chắn là cái decoration đẹp nhất của năm này mọi người. Ok, quý khán giả một lần nữa trở lại với chương trình Passport to Thành Công. Và hôm nay đặc biệt, gần một vài ngày nữa sẽ có Giáng sinh. Và năm này như mọi năm, Khang sẽ cho khán giả cùng đi theo dõi, tìm hiểu thêm về những ngôi nhà rất là trang trí, rất là đẹp cho mùa Giáng sinh năng. Và mình không nói nó nhiều nữa, mình sẽ tiếp tục theo dõi và xem và nghe những cái tiếng nhạc và của Giáng sinh. Alright, let's go, follow us. Happy New Year mọi người. Và video hôm nay mình sẽ nói về đi xem đèn Christmas. Thì dĩ nhiên nó là một vài tuần hơi trễ rồi, đúng không? Nhưng mà Khang ít qua, Khang cũng có cơ hội, Khang muốn cho mọi người tìm hiểu đến một nơi xem đèn mà gia đình Khang mỗi năm đều đi. Nó gọi là Brea Eagle Hill Christmas Light. Nó là khoảng 40 phút từ Little Sài Gòn của mình. Mỗi năm gia đình Khang đều đến đây để xem đèn Noel. Nhưng mà năm này vì bằng công việc đám cưới trong gia đình, cho nên đã không có giờ để làm một cái full episode cho mọi người để xem. Thì Khang sẽ để một chút video về Christmas light. Và một lần nữa, hopefully mọi người enjoy. Và một lần nữa, Happy New Year, chúc mừng năm mới và hẹn gặp mọi người vào năm 2024 nha. What are you saying? That's the kid.
Okay, let's go. Why can't your house be like this, Thomas? Yo, look at the Christmas tree, Yun. So it still blends in good, but